Xin chào các bạn, mình là Jason đến từ Coin số 8 và thông tin hôm nay được tài trợ bởi sàn OKX. Có thể nói OKX là một trong những sàn lớn có sự thay đổi về giao diện về app vượt bậc, hướng đến sự tiện lợi và trải nghiệm người dùng trong năm nay. Vậy thao tác của sàn như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay với Jason qua clip này nha. Let's go! Jason muốn giới thiệu với các bạn về chức năng P2P, tức là các bạn có thể nạp từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản sàn OKX hoặc ngược lại. Thì các bạn bấm vào khu vực tiền mã hóa, kéo xuống vào phần giao dịch P2P. Ở đây là giao diện của giao dịch P2P, gồm có biểu hiện của sự mua và bán. Đây là đơn giá ngay giai đoạn hiện tại các bạn khi mua, và đây là đơn giá khi mà các bạn bán. Chọn thương nhân nào là uy tín nha. Ví dụ như là những thương nhân nào mà có nút like trên 90% và mức độ hoàn tất giao dịch trên 96-97, càng cao càng tốt, và số lượng giao dịch cũng phải rất là nhiều ha, thì đó là một cái thương nhân tốt. Ngoài ra thì thương nhân đó còn nếu có được một cái ngôi sao gọi là thương nhân siêu cấp thì đó cũng thể hiện được cái sự uy tín của họ trong cái thị trường P2P trên sàn OKX. Ngoài hơn nữa thì các bạn còn có thể giao dịch nhanh thông qua một cái ô cửa sổ rất là đơn giản và tiện lợi như thế này. Phần tiếp theo, Jason sẽ giới thiệu với các bạn về phần Trading Spot và Future. Các bạn nhấn vào phần giao dịch, chọn giao ngay nếu các bạn muốn giao dịch Spot, và hợp đồng tương lai khi mà các bạn muốn giao dịch về Future. Chúng ta bấm vào khu vực giao ngay trước nha. Ví dụ ở cặp BTC USDT. Và đây là giao diện khi chúng ta sử dụng dịch vụ Spot trên sàn OKX. Mọi thứ được thể hiện rất là bài bản và chuyên nghiệp. Các bạn có thể tìm kiếm bất kỳ một cặp coin nào ở khu vực tìm kiếm. Và đây là khu vực chart và đồ thị với đầy đủ các indicator cũng như là các chart và nến để cho anh em sử dụng một cách triệt để. Ngoài ra, các bạn có thể đặt lệnh ở khu vực này là khu vực giao dịch. Các bạn đặt giá, số lượng sẽ hiện ra được tổng USDT để các bạn tham gia vào thị trường. Vâng, tương tự khi chúng ta giao dịch ở thị trường hợp đồng tương lai, ở cặp BTC. Thì ở khu vực giao dịch, nó sẽ có hai chế độ. Một là chế độ cô lập, hoặc là chế độ chéo. Ngoài ra còn có những chế độ là ký quỹ cô lập và cài đặt chế độ chí quỹ. Bên đây là các mức đòn bẩy OKX chuẩn bị cho các bạn để tham gia vào thị trường. Hay chúng ta cùng được gọi một tên rất là quen thuộc, đó là margin. Các bạn hãy lưu ý sử dụng margin có kỷ luật. Bên cạnh giao dịch spot và future, chúng ta còn có khu vực tăng trưởng. Ở đây chúng ta tìm được những simple earn và earn on chain, tức là chúng ta sẽ cho vay và chúng ta nhận lại được một khoản lãi suất tương ứng. Ví dụ, bấm vào earn, chúng ta có thể kiếm tiền mã hóa mỗi ngày trên nền tảng OKX. Và đây là tất cả các sản phẩm mà OKX đang cung cấp với mức lãi suất APR rất là đặc sắc, thu hút được nhiều người dùng trên sàn OKX. Đơn giản, các bạn chỉ có việc click vào các tài sản mà các bạn muốn earn. Ví dụ như Jason sẽ bấm vào mục USDT. Ở đây, chúng ta sẽ hiện ra rõ được số ngày mà chúng ta muốn earn và con số lãi suất APR chúng ta sẽ earn được. Chúng ta chỉ cần nhập số lượng USDT vào và tự động hệ thống sẽ cho chúng ta những con số lãi suất. Thật tiện lợi đúng không mọi người? Ngoài ra, OKX còn cung cấp cho các bạn những cái dịch vụ rất là nổi trội, ví dụ như là vay linh hoạt, thế chấp tài sản và vay tức thì. Tức là bạn bỏ vào tài sản của bạn, có thể là USDT, có thể là một đồng coin nào đó mà OKX chấp nhận, các bạn sẽ vay ra được một cái loại tài sản khác để các bạn tiếp tục đầu tư. Và các tài sản thế chấp có thể là USDT, USDC, BTC, ETH, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, vân vân, là những tài sản mà có thể các bạn dùng để thế chấp, để vay linh hoạt theo chương trình của OKX. Đặc biệt, OKX còn có lãi suất vay theo giờ. Bên cạnh hai chức năng đặc biệt nổi trội trên,
thì Jumpstart cũng là một bệ phóng cung cấp cho người dùng OKX truy cập vào những dự án tiền mã hóa mới, chất lượng cao và đầu tư vào nó. Các bạn có thể hiểu đơn giản đây giống như là một nơi giới thiệu những cái dự án chất lượng nhất, và chúng ta tham gia chương trình Jumpstart có cơ hội để nhận sớm token của các dự án đó. Và tất nhiên là nhiều dự án đã có được những cái lãi suất đáng chú ý trên nền tảng Jumpstart của OKX. Đây là tất cả các dự án trước đây đã được Jumpstart giới thiệu cho cộng đồng. Với ví dụ như là dự án Sui, dự án Taki, dự án Element Black. Những dự án này cũng đang phát triển rất là tốt, và mức lợi nhuận khi được Jumpstart kết hợp với dự án thì mức ROI đang thể hiện ở đây và ở đây nữa. Có rất nhiều con số rất là ấn tượng, đúng không các bạn? Và một sản phẩm nữa mà Jason muốn giới thiệu với các bạn, OKX đã đi tiên phong trong cái sản phẩm này, đó là ví Web3. Chúng ta bấm vào khu vực này, bên cạnh khu vực sàn giao dịch sẽ là khu vực ví Web3. Chúng ta click vào nha. Đây là giao diện của ví Web3. Nó giống như là một cái ví phi tập trung vậy các bạn, nhưng mà được kết hợp một cách rất là tinh tế ngay tại trên app của OKX. Chỉ còn một thao tác đơn giản là các bạn bấm vào kết nối ví là ví của bạn sẽ được sử dụng. Hơn nữa, ví Web3 của OKX được kết nối rất nhiều mạng khác nhau, ngay cả những mạng mới nhất, những layer 1, những layer 2 mới nhất cũng được OKX chấp thuận và đưa vào sử dụng, rất thuận tiện cho những anh chàng nào, cho những các bạn nào thích săn hàng trên các DEX thì ví Web3 của OKX là một sự lựa chọn hàng đầu. App dùng rất là mượt, đảm bảo các bạn sẽ cảm thấy hài lòng. Quay trở lại với sàn giao dịch của OKX thì chúng ta có phần trading theo bot giao dịch nằm ở khu vực giao dịch. Các bạn rê chuột vào phía dưới sẽ thấy được. Ngoài ra còn có ứng dụng sao chép giao dịch. Ở đây các bạn sử dụng giao dịch của các trader trước đó nếu như mà các bạn cảm thấy tin tưởng, tuy nhiên nó cũng có sự rủi ro nhất định. Tóm lại, ở phần giao dịch theo bot giao dịch hoặc là sao chép giao dịch theo trader thì cả hai đều là lợi thế cho những các bạn nào chưa có kiến thức về trading nhưng vẫn muốn trading. Tuy nhiên, Jason cũng đã nói là đều có một cái sự rủi ro nhất định, các bạn cần phải nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng hai chức năng này nhé. Dạ rồi, Jason hy vọng sau clip này các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm OKX cũng như các thao tác cơ bản. Bên cạnh đó, như thường lệ, các bạn đừng quên đón xem livestream vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Coin68 TV cùng Jason bàn luận về insight thị trường crypto nha. Hẹn gặp lại các bạn.